Cho cô hỏi nè, cậu á với dì mình thân với ai hơn? Đúng rồi, nói chuyện ai nhiều hơn nè? Dạ con sợ với cậu con nhiều hơn. Đây cậu có nhiều chuyện hơn đúng không? Ủa gì kỳ vậy? Ủa sao suy ra kỳ vậy anh? Nhưng mà con ơi, thí dụ là trong cái chương trình của mình nha, là cái kiến thức nó rất là quan trọng, nó quyết định cái sự thắng thua của đội mình. Thì về cái vấn đề mà kiến thức đó, con tin tưởng vào ai nhiều hơn? Dạ con tin tưởng vào cậu con. Còn gì con đến đây để làm gì con? Phúc ơi. Dạ. Bây giờ con lựa chọn nè, quyết định quan trọng lắm. Con chọn ai để có thể tham gia trả lời các câu hỏi khó của chương trình? Dạ con chào con Nhân con. Wow. Tin tưởng cậu mình sẽ trả lời được bao nhiêu câu hỏi? Ơ đứa thôi con, 5-6 câu thôi con. 5-6 câu thôi con. 8 câu. 8 câu. Áp lực lên một người cậu. Theo cô biết thì đúng, đúng. Cậu con chị, ủa vậy là sao chị? Vậy là sao? Ý của Sam là cậu con rất là kỹ tính trước khi trả lời. Dạ. Cân nhắc kì. Vậy được. Câu hỏi dành cho gia đình. Tỉnh nào ở nước ta có bề ngang hẹp nhất? Tỉnh nào Quỳnh? Quảng Trị, Quảng Bình. Ở đâu? Ở ngoài miền Trung á. Ba giây nhanh lên. Bình Thuận. Bình Thuận. Đáp án Quảng Bình. Dạ con tin tưởng vào cậu con. Con nói là Quảng Bình mà cậu Nhân không nghe đó. Không sao, thua cái này ta bày kèo khác. Cậu có lỗi với con. Con gái cậu có lỗi với con. Con mới là người có lỗi với con. Không, cậu là người có lỗi với con. Rồi gia đình gà. Cậu có lỗi với con. Con mới là người có lỗi với con. Trời ơi. Nếu mà mai mốt á, có một cái game show về kiến thức nữa mà mời con đi thi thì con có rủ cậu không hay là rủ người khác trong gia đình? Dạ con rủ, vẫn rủ cậu con và mẹ con. Ủa chị người chị, à chị ơi. Em ơi. Còn chị con thì sau cái này là không là thi một lần thôi. Mặt chị đượm buồn. Chị tôi. Đón xem Gia đình Thông Thái tập 11 vào lúc 20:35 thứ tư ngày 3/6/2020 trên kênh HTV7. Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt.